StockProX là phần mềm tốt nhất dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Tín hiệu mua bán SPX cộng được sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường uptrend, giúp nhà đầu tư mua giá tốt, bán giá cao đúng thời điểm, giúp thu lời tốt nhất từ khoản đầu tư. Cùng với hệ thống phát cảnh báo theo thời gian thực, top đột biến, lệnh cá mập giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội đầu tư nào. StockProX, công cụ số 1 dành cho mọi nhà đầu tư chứng khoán. StockProX đã có phiên bản web app và app store với tính năng tương đương nhau, dễ dàng tải xuống cho điện thoại cá nhân. Mua ngay phần mềm nhận mã giảm giá 15% trên Battlecry. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Trên đây là những áng thơ nổi tiếng về thời kỳ Tam Quốc phân tranh, quân ngư tranh thực, quần hùng tranh bá tại Trung Quốc. Đây là thời kỳ mà quyền lực của Trung Hoa xoay quanh ba thế lực Ngụy, Thục và Ngô, là nơi mà những mưu kế thâm hiểm, những sách lược đại tài được thi triển. Là thời kỳ diễn ra hàng trăm trận đánh ác liệt, khiến thiên hạ đại loạn. Là nơi mà cán cân quyền lực xoay vẩn liên tục giữa ba thế lực Ngụy, Thục và Ngô. Người ta vẫn thường nói rằng lịch sử như một vòng tròn hồi quy vô tận. Ở đó, chúng ta sẽ thấy những hình thái, những sự kiện được lặp lại theo một quy luật nhất định. Khoảng 2.000 năm trước, chúng ta có Tam Quốc phân tranh. Còn hiện tại, chúng ta cũng đang được chứng kiến một cuộc tam phân thiên hạ mới giữa ba thế lực mang tên Mỹ, Nga và Trung. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Từ Tam Quốc đến thế giới. Bất luận nhìn từ góc độ lịch sử hay hiện thực, quan hệ giữa các nước đều tương đối phức tạp. Cho dù giữa một số nước có thể có những quan hệ đồng minh, song nhìn chung, phần lớn các mối quan hệ này đều ở vào trạng thái cạnh tranh, hoặc là cạnh tranh về chính trị, hoặc là cạnh tranh về kinh tế, và cũng có thể là cả hai. Tuy nhiên, cạnh tranh trong quan hệ ba nước Mỹ, Nga, Trung thì là điều hết sức đặc biệt. Nó có tác động vô cùng lớn tới sự phát triển của thế giới. Có thể hình dung mối quan hệ giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay trên một bản đồ địa chính trị, nó sẽ tạo thành một tam giác. Song đó đương nhiên không phải là một tam giác đều. Nếu trong ba nước Mỹ, Trung và Nga tồn tại một hình tam giác giả định dựa trên các yếu tố về chính trị và ngoại giao, mà độ dài các cạnh của tam giác đại diện cho mức độ thân sơ giữa các nước, thì đó càng không thể là một tam giác đều. Hơn nữa, mức độ hữu hảo cũng sẽ thay đổi cùng với các sự thay đổi của tiến trình lịch sử. Ví dụ, hãy đi từ thời Tam Quốc, khi Tào Tháo đã là bá chủ Trung Nguyên và đang thôn tính nốt các thế lực còn lại. Vị quân sư đại tài của Lưu Bị khi đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng đã đề ra kế sách liên Ngô kháng Tào. Để rồi lịch sử đã được chứng minh, một trong những trận đánh kinh điển nhất trong lịch sử đó là trận Xích Bích năm 208. Vậy nhưng, chỉ không đầy 10 năm sau, liên minh này tan vỡ khi nhà Ngô mở chiến dịch hợp phì chống lại nhà Ngụy. Nhà Thục đã không trợ chiến mà đem quân chiếm Tây Xuyên, mở rộng lãnh thổ mà không trả lại Kinh Châu cho nhà Ngô như đã hứa trước đó. Tới năm 216, lần lượt Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị đều lần lượt xưng vương. Hán Hiến Đế chính thức trở thành một hoàng đế bù nhìn. 3 năm sau, nhà Ngô liên minh với nhà Ngụy tấn công nhà Thục, đánh chiếm thành Giang Lăng và cả Kinh Châu, giết chết đại tướng Quan Vân Trường của nhà Thục. Trong trận chiến này, Tào Tháo đã đi một nước cờ đậm chất gian hùng, là làm lễ tang long trọng cho Quan Vũ và khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa nhà Ngô và nhà Thục. Ở vào tình thế bị cô lập, nhà Thục vừa phải chiến đấu chống lại nhà Ngụy ở Hán Trung và vùng Lương Châu, vừa phải phòng thủ nhà Ngô ở hướng Đông. Mâu thuẫn trong triều đình Thục Hán xuất hiện và lên tới đỉnh điểm khi Lưu Bị quyết định xuất quân đánh Ngô. Nhưng thừa tướng Khổng Minh thì lại không đồng tình và cho rằng vẫn còn cơ hội để nối lại liên minh Ngô Thục. Sau thất bại của Lưu Bị tại mặt trận Giang Lăng, nhà Ngô lại liên minh với nhà Thục một lần nữa để chống lại nhà Ngụy. Tuy nhiên, liên minh lần thứ hai giữa hai nước này đã không còn được như trước do những sứt mẻ không thể hàn gắn. Và rồi thì khoảng 1.700 năm sau, một phiên bản Tam Quốc mở rộng khác cũng đã chính thức bắt đầu. Mỹ và Liên Xô trước đây
đã xuất hiện nhu cầu hợp tác trong chiến tranh thế giới, khi họ đều có những lợi ích chung là chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, về mặt thể chế, đặc biệt là các ràng buộc về ý thức hệ, Liên Xô đã mở rộng nhanh chóng vùng ảnh hưởng ở châu Âu. Mỹ, Tây Âu và Liên Xô, Đông Âu lần lượt thành lập tổ chức NATO và Hiệp ước Warsaw. Từ đó xuất hiện cục diện chiến tranh lạnh do Mỹ và Liên Xô dẫn đầu. Dù không xuất hiện chiến tranh nóng, thế nhưng cả hai bên đều đã đồng thời triển khai một cuộc chiến khốc liệt trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chạy đua vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ trụ, khiến cho dư luận toàn cầu có cảm giác rằng một cuộc thế chiến thứ ba có thể xảy ra bất cứ khi nào. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi chính thức nắm quyền đã thực hiện chính sách đối ngoại nghiêng về Liên Xô. Quan hệ Mỹ-Trung-Xô đã trở thành một tam giác không đều. Trung-Xô là bạn đồng minh cùng phe xã hội chủ nghĩa, trong khi Mỹ-Trung lại trở thành đối thủ khi cả hai bên đều tham chiến chống lại nhau trong cuộc chiến ở Triều Tiên. Lịch sử một lần nữa lại lặp lại. Liên minh Trung-Xô gần giống như liên minh Ngô Thục thời Tam Quốc cùng chống lại nhà Ngụy, tựa như nước Mỹ. Trong khi Thục đánh mặt Tây, Ngô đánh mặt Đông, thì Liên Xô đối đầu với Mỹ ở chiến trường Việt Nam, còn Trung Quốc thì tham chiến với Mỹ ở mặt trận Triều Tiên. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến một hệ thống thành trì xã hội chủ nghĩa hùng mạnh và vững chãi tới vậy. Một liên minh mà ở đó Liên Xô và Trung Quốc khi hợp lực với nhau có thể khiến thế lực số 1 là Mỹ phải vô cùng e ngại. Và cũng giống như Tào Tháo khi xưa dùng miếng mồi Kinh Châu dụ cho Ngô và Thục đánh nhau để phá vỡ thế liên minh, người Mỹ cũng đã dùng miếng mồi Đài Loan và kinh tế để khiến Trung Quốc buông bỏ khối liên minh này mà liên thủ chống lại Liên Xô. Sự suy yếu về kinh tế dần đều cộng với việc tham chiến ở nhiều mặt trận, trong đó mặt trận Afghanistan trong suốt 10 năm không khác nào trận thảm bại của Lưu Bị ở Di Lăng, đã chính thức khiến nước Thục khi xưa và Liên Xô của thế kỷ 20 bước vào con đường sụp đổ. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nói rằng trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu. Khi quan hệ Trung Quốc-Liên Xô xấu đi nghiêm trọng vào những năm 1960, thì Trung và Mỹ lại xây dựng quan hệ vào năm 1970, đặc biệt là khi Trung Quốc cải cách mở cửa với Mỹ và phương Tây. Quan hệ Mỹ-Trung-Xô vẫn là một tam giác không đều. Theo đó, Liên Xô ở vào tình thế có hai đối thủ mạnh là Trung Quốc và Mỹ. Cùng với tiềm lực của Trung Quốc được nâng lên, sức mạnh quốc gia của Liên Xô đã yếu đi. Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã tăng cường. Xét về khía cạnh chính trị trong tam giác kể trên, chiều dài của cạnh quan hệ Mỹ-Trung đã bị thu ngắn lại. Trong khi đó, chiều dài quan hệ Trung-Xô đã bị kéo giãn ra. Sự kiện Liên Xô sụp đổ và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu tàn rã đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng. Thế tam phân thiên hạ đã không còn. Liên minh Mỹ-Trung vốn đã rất lỏng lẻo, nay đã suy tàn. Và cuối cùng, chấm dứt bằng việc người Mỹ lên tiếng phản đối Trung Quốc trong sự kiện Thiên An Môn, cũng như tăng cường viện trợ cho Đài Loan. Vậy nhưng, thời thế thì luôn thay đổi. Bước sang thế kỷ 21, một số nhân vật chính trị và học giả người Mỹ đã đưa ra quan điểm Mỹ-Trung cùng cai trị thế giới. Brustein, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson tại Washington, đã sử dụng các khái niệm như G8 hay G20 để đưa ra khái niệm G2, tức là nhóm hai nước Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, giáo sư nổi tiếng thuộc Đại học Harvard còn đưa ra một từ mới là Tri-American, là tên ghép của từ China, Trung Quốc và American, tức là Mỹ. Quan hệ Trung-Mỹ xem ra có phần đồng ấm, song Trung Quốc thì vẫn rất cảnh giác và chưa bao giờ công nhận cách gọi G2 hay Tri-American. Tuy nhiên, gần đây, do ảnh hưởng về ý thức hệ và lợi ích địa chiến lược, địa chính trị, cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, và hơn nữa là Nga đã lấy lại vị thế cường quốc quân sự thứ hai sau Mỹ, Washington đang tự nhận thấy vai trò bá chủ thế giới của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng không dưới một lần lên tiếng cảnh báo rằng nước Mỹ kiểu gì cũng phải dẫn đầu và quyết không chịu đứng vị trí thứ hai.
Vì vậy, Mỹ dần chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang châu Á, đưa ra chiến lược tái cân bằng châu Á. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng cạnh tranh Mỹ-Trung đang ngày càng gia tăng. Áp lực mà Trung Quốc gặp phải cũng ngày càng lớn. Trong bối cảnh trên, về tư duy logic đơn giản, có thể thấy rằng đứng trước chiến lược tái cân bằng châu Á của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải cần tới Nga nhiều hơn. Trong câu chuyện này, Trung Quốc có nhiều nét tương đồng giống Đông Ngô khi xưa. Đó là luôn biết dung hòa lợi ích giữa hai cực quyền lực đối đầu gay gắt là Thục, Ngụy hay Mỹ-Xô để đổi phe và giành giật được nhiều thực lợi nhất. Và cũng vì lẽ đó, mọi người có thể lý giải được chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc, đó là nước Nga. Trong khi đó, những kiến nghị xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới được Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra khi gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chẳng có gì tiến triển. Và từ đây, mọi người có thể dự báo rằng mối quan hệ Nga-Trung sẽ cần phải được tăng cường. Và đó cũng là cơ sở để hình thành ván cờ tam quốc, tam vương tranh nhất quốc lại chính thức bắt đầu. Khi Nga-Trung thì lại giống như Thục Ngô trước kia, liên minh chống lại Mỹ giống như nước Ngụy. Gió đổi chiều. 5 giờ 55 phút sáng ngày 24 tháng 2 theo giờ Moscow. Hành động của Nga đã làm thay đổi hoàn toàn trật tự thế giới. Nó không chỉ làm lộ ra những điểm yếu và mâu thuẫn trong những tổ chức được xem là vững như bản thạch, mà còn định hình lại thế chân vạc tam quốc của thế kỷ 21. Trong bối cảnh đứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, Trung Quốc vẫn luôn duy trì sự kiềm chế tối đa, vừa không bày tỏ ủng hộ rõ ràng trong việc Nga sáp nhập Crimea hay mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, Trung Quốc cũng không đồng tình nhưng tránh bình luận nhiều về các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu áp đặt lên nước Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Bắc Kinh năm 2016, mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, song Trung Quốc thì cũng dành sự đón tiếp trịnh trọng với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung Nam Hải. Điều này cho thấy rằng rõ ràng là Trung Quốc đã có sự tính toán rất kỹ trong mối quan hệ Mỹ, Nga và Trung, tức là chưa thực sự muốn rút ngắn chiều dài của cạnh Nga-Trung trong tam giác chính trị, đồng thời cũng không muốn kéo giãn khoảng cách giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định gác lại các vấn đề Ukraine và bán đảo Crimea, giảm sự có mặt của Trung Đông để thực hiện tái bao vây Trung Quốc từ Tây Thái Bình Dương đến Bắc Ấn Độ Dương. Chính động thái này của Donald Trump đã tạo cho Nga có một khoảng thời gian thuận lợi để tăng cường tiềm lực kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc phát triển vũ khí mới và cải tổ hoàn toàn quân đội. Và khi tự nhận thấy rằng thời cơ đã chín muồi, Nga tung đòn ở Ukraine vào đầu năm 2022 và những biến cố lớn của nền chính trị thế giới cũng liên tiếp xảy ra. Cuộc xung đột Ukraine đã dẫn tới hàng ngàn lệnh trừng phạt kinh tế, khiến cho nền kinh tế Nga lại rơi vào một tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sức mạnh của Nga thì vẫn được duy trì. Với tiềm lực về dân số và đặc biệt là tài nguyên, Nga đang từng bước xoay sở trong khó khăn và đến thời điểm hiện tại đã tạm vượt qua được tình cảnh hiểm nghèo. Chiến sự tại Ukraine thì đang trong thế giằng co và khá phù hợp với mục tiêu chiếm dân, chiếm đất, đặc biệt là 4 tỉnh công nghiệp trọng điểm ở miền đông Ukraine của Tổng thống Putin. Trong bối cảnh như vậy, các nhà nghiên cứu đều cho rằng Nga sẽ ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong các lĩnh vực ngoại giao và kinh tế. Tiếp tục nhìn sang phía Trung Quốc, nếu Trung Quốc cứ đứng nhìn để Nga sụp đổ mà không ra tay giúp đỡ, tất yếu sẽ dẫn tới kết quả rằng Mỹ sẽ càng đưa trọng tâm chiến lược kiềm chế áp sát Trung Quốc, khiến cho mong ước thực hiện quan hệ nước lớn kiểu Mỹ-Trung sẽ chỉ dừng lại ở ý tưởng, trong khi cạnh tranh Nga-Mỹ cũng đang ngày càng quyết liệt hơn, đồng nghĩa với việc Trung Quốc và Nga sẽ xích lại gần nhau hơn và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn, hỗ trợ Nga để phân tán sự tập trung của Mỹ, khiến Mỹ bận tâm nhiều hơn, hút nhiều tài lực, vật lực, viện trợ cả về quân sự và kinh tế của Mỹ vào cuộc đối đầu với Nga
sẽ khiến Trung Quốc dễ thở hơn. Các diễn biến chuyến thăm của Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như sự thống nhất của hai nước tại các hội nghị thượng đỉnh SCO, EAEU, các diễn đàn kinh tế Bắc Ngao, Saint Petersburg, Viễn Đông cũng như các thỏa thuận song phương về năng lượng và công nghệ cao giữa Nga và Trung Quốc là minh chứng cho thấy gió đang đổi chiều. Một năm sau tuyên bố tình hữu nghị Nga-Trung là vô bờ bến, thì ngày 21 tháng 2 năm 2023, trong chuyến thăm Moscow, lãnh đạo cao cấp nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã phát biểu rằng quan hệ Nga-Trung vững chắc như bê tông. Sự kiện này đã cho thấy nước cờ đang đảo ngược. Hoa Kỳ giờ đây đang trong thế một chọi hai. Và cũng như thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, sau Thế chiến thứ hai, liên minh tay đôi chỉ xuất hiện giữa Trung Quốc với Mỹ hoặc với Nga, mà không bao giờ thấy xuất hiện liên minh Xô-Mỹ hoặc là Nga-Mỹ, ngay cả khi quan hệ Xô-Mỹ ấm áp một cách giả tạo giữa thời của Nikita Khrushchev làm bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô hay Mikhail Gorbachev làm tổng bí thư. Câu chuyện này thì khá là tương đồng trong lịch sử, khi Thục và Ngụy là hai nước không thể liên minh với nhau khi đã khác biệt về ý thức hệ. Khi Ngụy thì thay đổi triều đại nhà Hán, còn Thục thì muốn khuông phò nhà Hán. Cả hai đều là những giá trị cốt lõi, thậm chí là giá trị sống còn của hai quốc gia. Từ bỏ hệ tư tưởng này đồng nghĩa với việc là từ bỏ sự tồn tại của chính mình. Tương tự như vậy, Xô và Mỹ hay Nga và Mỹ hiện tại cũng đều có những xung đột mang tầm ý thức hệ và không thể giải quyết bằng vấn đề hợp tác lâu dài. Nhưng Đông Ngô khi xưa hay Trung Quốc bây giờ thì lại khác. Giá trị cốt lõi của họ với hai đối thủ trên nằm ở vấn đề kinh tế và tầm ảnh hưởng. Họ có thể thuận lợi hơn để chơi trò chơi chính trị hai mảng. Điều này thì cho thấy một khi quan hệ giữa Mỹ và người Nga đã xuống tới đáy thì rất khó để khôi phục, trừ khi có những biến cố cực lớn trong hệ thống chính trị của hai nước này. Cạnh tranh Mỹ-Nga-Trung sẽ tiếp tục phức tạp, khó đoán định. Trước tình thế này, các chuyên gia đến từ Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI đã đưa ra một số kịch bản như sau. Kịch bản 1. Đài Loan, vật cống phẩm. Một chút lãng mạn nhé. Nó giống như một mối tình tay ba vậy. Thế nhưng nếu nhìn trên góc độ chiến lược, đây rõ ràng là một ván poker với ba tay chơi là Nga, Mỹ và Trung, mà mối quan hệ đối tác sẽ thay đổi theo lợi ích của mỗi bên tham gia. Trong ván cờ này, mối quan hệ Nga-Trung luôn là yếu tố mấu chốt cho những lợi ích chiến lược của Mỹ, và điều này thì không có gì là mới mẻ cả. Quay trở lại năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Bắc Kinh gặp lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông nhằm gieo rắc những sự bất đồng giữa hai cường quốc cộng sản là Trung Quốc và Liên bang Xô Viết. Để chuẩn bị cho cuộc gặp, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger đã bí mật tới Bắc Kinh, để rồi vị trí Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đem ra đổi trác, hay đúng hơn là đem Đài Loan ra làm cuộc trao đổi. Đây chắc chắn là một thành công lớn nhất của Nixon và Kissinger, đã gây ra được một mối bất hòa giữa hai ông khổng lồ Á-Âu và thúc đẩy Trung Quốc phần nào chống lại Liên Xô. Và rồi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tam giác chiến lược tạm biến mất. Trung Quốc đang trong tiến trình cải tổ và mở cửa với thế giới bên ngoài. Từ thế lưỡng cực, thế giới rơi vào thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ. Điều đáng chú ý nhất là cho tới khi Liên Xô tàn rã, Mỹ đã áp dụng thành công quy tắc do cựu ngoại trưởng Kissinger thiết lập, khi muốn rằng Washington luôn ngự trị trên đỉnh của tam giác và giữ một khoảng cách an toàn cách với hai chóp còn lại. Sau một thời gian vắng bóng, Nga đang bắt đầu củng cố trở lại với vị thế của mình trên trường quốc tế trong những năm của thập niên 2010. Tuy nhiên, với nhịp độ phát triển kinh tế và tiềm năng tăng trưởng dân số thấp, Nga biết rằng mình không còn là một đỉnh cố định của bộ ba. Thế nhưng thế ưu việt về hạt nhân, tính hiệu quả quân sự quy ước và một nền ngoại giao thông minh, nhất là tại Trung Đông và gần đây nhất là với châu Phi, lại là những yếu tố chủ chốt giúp Nga duy trì vị trí trong hàng ngũ các đại cường. Và rồi căng thẳng dấy lên giữa bộ ba chiến lược, một ván poker mới lại được hình thành cùng với ba tác nhân quen thuộc. Chỉ có điều rằng lần này Nga-Trung liên thủ tấn công con mồi Hoa Kỳ.
quân bài Đài Loan vẫn còn giá trị. Vì như chúng ta đã biết, có nằm mơ, Trung Nam Hải cũng muốn kiểm soát Đài Bắc. Và rồi kịch bản của thế kỷ 20 rồi sẽ lại lặp lại. Kịch bản thứ hai, Mỹ là con mồi, Ukraine là nạn nhân. Nga theo dõi sát các cuộc khủng hoảng ngoại giao của Mỹ-Trung, đồng thời hiểu rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Nga càng rộng đường hành động. Từ lâu, Moscow hiểu rằng không thể trông đợi được gì từ Donald Trump và thái độ thù địch sẽ là kéo dài, thậm chí là có hệ thống. Lợi thế của việc Joe Biden lên cầm quyền là có được một khả năng dự báo tốt hơn và hợp lý hơn về thái độ của Mỹ đối với Nga. Cảm nhận này giờ đây đang được chứng minh rõ qua chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Bắc Kinh không ngừng hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ với Moscow. Trung Quốc thì không lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, mà còn cáo buộc phương Tây và nhất là Mỹ chính là gốc rễ của mọi điều tồi tệ. Quan hệ Nga-Trung sẽ có thêm một bước tiến lớn nếu như Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí sát thương, hậu thuẫn cho các cuộc tấn công của Nga. Dù khả năng này là rất thấp, vì như chúng ta đã biết, bản thân Nga vốn đã sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng với tiềm lực khủng khiếp rồi. Tuy nhiên, cung cấp vũ khí sát thương không đơn thuần là liên quan tới quân sự, mà nó đôi khi chỉ là một nước đi khôn ngoan trên bàn cờ chính trị. Không cần nổ súng, nhưng vẫn đưa ra một động thái leo thang với đối thủ. Khi một cuộc chiến nổ ra, hai kịch bản thắng bại luôn luôn hiện hữu. Trong kịch bản nếu Nga thua, chữ thua ở đây không hẳn là Nga sụp đổ hay bị xâm lược, mà nó có thể là không đạt được mục tiêu của chiến dịch. Bắc Kinh sẽ có nguy cơ bị đơn độc. Nga sẽ là đại cường duy nhất ủng hộ Trung Quốc. Ngược lại, một thắng lợi của Nga sẽ giáng một đòn thất bại chiến lược cho Mỹ và củng cố hơn nữa lập luận của Tập Cận Bình rằng phương Tây đang tới hồi suy tàn. Thế nhưng ngược lại, phía Mỹ thì vẫn còn một quân át chủ bài mà chính họ đang sử dụng vô cùng hiệu quả. Đó chính là Liên minh châu Âu. Châu Âu chính là con đê chắn làn sóng mở rộng ảnh hưởng của Nga. Khi cần viện trợ cho Ukraine, châu Âu là nơi đầu tiên viện trợ. Khi Mỹ tung ra các đòn cấm vận thì bản thân họ chẳng thiệt hại nhiều, nhưng châu Âu lại là bên gánh đạn thay cho họ khi Nga đáp trả các lệnh trừng phạt bằng việc đóng các dòng chảy vận chuyển dầu và khí đốt. Châu Âu tiếp tục ăn đạn. Có thể nói rằng người Mỹ đang dùng rất tốt quân bài châu Âu trong cuộc chiến này, và bản thân họ thì vẫn đang chịu ảnh hưởng khá ít trong cuộc đối đầu với liên minh Nga-Trung. Trung Quốc thì có thể tạm rảnh tay khi Nga và Mỹ, hay rộng hơn là phương Tây, đang mải mê đối đầu với nhau trong lần cược này. Thế nhưng bản thân họ cũng đang phải vắt óc suy nghĩ cho lần cược tiếp theo, bởi bài toán lớn nhất lúc này làm sao giải được, đó là bài toán về chiến lược chuỗi đảo Hàn, Nhật, Đài và Philippines, rồi xa hơn là cả Việt Nam đang án ngữ những con đường tiến ra biển lớn của họ. Nga thì đã ra đòn tại Ukraine, và trong lần cược tiếp theo họ sẽ là bên trực tiếp phải ra đòn. Đài Loan trong một năm vừa qua liên tục là điểm nóng của chính trị thế giới. Đây cũng là mắt xích quan trọng nhất mà Trung Quốc muốn chặt đứt. Thế nhưng biết đâu Việt Nam mới chính là nút thắt quan trọng nhất của ván cược này. Có thể thấy rằng ván poker giữa tam cường Nga, Mỹ, Trung đang được mở ra với vô số kịch bản có thể xảy ra. Quy mô và độ mạo hiểm của nó còn lớn hơn cả thế kỷ 20. Suy cho cùng, trong bối cảnh này chỉ có các nước nhỏ là thiệt thòi. Không làm quân bài thì cũng rơi vào cảnh châu bò đánh nhau, ruồi muỗi ảnh hưởng.